đàn bà gì đâu mà giữ như cọp cá vậy. Sao không giữ được? Mấy người đứng ngay nhà tôi la lối ôm sòm à. Tôi nói thiệt với bạn ha, ai mà lấy trúng bà đó là cũng xui tám đời. Hả? Cái gì? Ông nói cái gì? Trời ơi, cứu người như cứu quả. Tôi nói cho chị nghe, chị mà không cứu trận này là tôi chết. À, anh chị tôi chết, nhục nhã với dòng họ bà con, nhục nhã với xóm giềng. Chị làm ơn đi à, cứu một mạng người như xây bảy cái chùa. Chị cứu cả dòng họ là chị xây một cái chung cư chùa rồi. Cái chốn gì mà vắng tanh à, không một bóng người, muốn kiếm một cuốc xe ôm cũng không có nữa. Trời ơi, nhìn đâu cũng thấy toàn ruộng là ruộng không à, biết tìm ở đâu đây trời. Không có một cái bảng chỉ tên đường nữa chứ. Trời ơi, tìm ở đâu bây giờ? À, anh ơi, cho tôi hỏi thăm một chút. À, anh có biết hỏi gì, hỏi gì, hỏi gì? À, hỏi gì, hỏi thăm hả? Hỏi thăm một chút. Anh qua đây. Ừ, chờ chờ tôi chút. Trời ơi, trời ơi, cái cầu này mà không thấy. Ủa, bà chị hình như không phải người ở đây, ở xe phố về hả? Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh tìm nhà ấy. À, anh làm ơn cho tôi hỏi nhà của thằng Tám Bảnh mà con Sáu Chảnh ở đâu vậy? Tìm nhà thằng Tám Bảnh? Dạ. À, nghe nó. Ủa, chỗ nào ta? À, đây, 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 đây. Hướng này, qua cầu này, đi thẳng qua đó, độ khoảng chừng 500 mét. Nhìn bên tay phải có hai căn nhà, thấy không? Trong đó một căn nhà là của nó đó. Ờ, vậy hả? Ờ, cảm ơn anh nha. Nhưng mà đếm được hả? Qua cầu hả? Tôi lỡ qua nước này sạch lắm, nước này uống được mà. Tôi đi qua chứ tôi đâu có khát nước. À, vậy hả? Ai biết đâu, tôi sợ chị té xuống chị uống nước chứ. Rồi rồi. Cái này ta gọi là cái vali đúng không? À, đúng. Vali nhẹ dữ ta, đựng bông gòn trong này hả? Ý trời 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 trời, được không vậy anh? À, từ từ từ, để tôi cổ nó qua bên nước trước nha. Rồi chị qua được không? Qua được không? Tôi không biết đi, để tôi đi thử cái coi. Nè nè, nhìn cái cây nè. Nè, nắm tay tôi. Nhìn tôi, nhìn tôi. Rồi, đó. Được rồi, được rồi, được rồi. Mô Phật, mô Phật. Ủa mà chị là thứ mấy? Tôi là dì của nó. À, vậy hả? Dạ. Đi, 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 đi hướng này. Tại lâu quá tôi không có đi về dưới đây, thành ra tôi quên đường mất tiêu rồi. Dạ, cảm ơn anh nha. Giờ đi thẳng phải không? Đi thẳng đây nè, quẹo qua đây là tới liền. Dạ. Khoảng 500 mét. Dạ, qua cầu run quá, quên đường mất tiêu rồi. Dạ, tôi đi nha, cảm ơn anh nha. Ôi trời ơi, người xe phố sao thơm quá. Bà nội cha không dám tắm sạch cái tay luôn. Bây giờ có rớt xuống cầu cũng đưa cái tay lên vậy. Để đi đường gửi cho nó đã. Trời ơi, Bảnh ơi là Bảnh. Tao lại mày, mày ngâm cú lẹ lẹ giùm tao coi. Mày ngâm gì, ngâm hoài vậy? Mày ngâm riết rồi, rồi rụt luôn đó. Lẹ đi, tao đang nóng ruột mà. Thất bại. Đang thất bại rồi. Ờ. Phải nghiên cứu kỹ cho nó thấu đáo, nếu không sẽ thất bại nữa. Thì biết là vậy. Thất bại rồi tao mới kêu mày ngâm cú lại. Mà mày ngâm cú lẹ lẹ giùm tao đi. Người ta nói sao? Thất bại là mẹ thành công, đúng không? Đúng. Bây giờ mày đừng có ngâm cú mẹ thành công mà mày ngâm cú ông nội thành công á, là nó sẽ ra. Tao đang ngâm cú tới tổ tiên nó luôn nè. Vậy đó hả? Được đó. Nhớ ngâm cú nguyên cái da phả luôn nghe. Ra chưa?
Hả? Ừ. À, có rồi hả? Khát được quá, cho miếng nước. Ờ, nè, nước nè, uống đi. Uống. Có rồi đúng không? Sao? Sao? Hả? Không hiểu gì hết. Là sao? Mua lộn sách hả? Sách gì? Nó nói tiếng gì đâu không à. Trời đất ơi, mày mua sách gì vậy? Tao biết đâu, chắc tao mua lộn sách thôi. Thôi bây giờ muốn gì cũng phải từ từ. Bây giờ mày ngồi chờ đó đi. Tao ra tìm sách cũ mua thêm vài cuốn sách nữa. Đọc sách thêm mấy tháng nữa là tao có chiêu mới cho mày à. Mày tin tao quất một cái vô bụng mày, mày ói ly nước ra không? Ói ra giờ lắm mày ơi. Mày khùng quá. Để tao đi mua sách. Ai ói, ai ói? À, gì, ai gì? Ói? Ai, dì Mai? Dì Mai mới vừa tới là nghe ói. Dì Mai của rồi. Tao đó mày. Ai ói? Dì Mai, dì Mai. Hả? Dạ vô đây ngồi nè dì Mai. Đây ra con sách cho. Dạ, dạ con chào dì Mai. Dạ. Thấy gì là thấy mùa xuân rồi. Dạ mời dì ngồi. Đường xá bây giờ nó lạ quá. Tao hỏi thăm 80 quận mới tới đây. Mà tao vừa mới tới thì nghe cái thằng nào nó ói rồi. Dạ con nè. Sao con đánh sao nó ói. Dì dạ Mai. Dì Mai ngồi chơi. Ủa dì Mai lại vậy? Ừ, dì Mai là bà con. Bà con của tao. À, là bà con. Dạ. Dạ con là bạn của ông Bảnh. À vậy dạ. Hả? Sao trời nắng vậy mà dì không xách dù đi gì hết vậy? Rồi trời nắng là sao? Nắng vậy mà tụi bay không cho tôi uống nước gì hết. Dạ mời dì Mai uống. Dạ. Ờ dạ. Uống. Dạ. Giới thiệu với mày, dì Mai của tao. Dì Mai của tao mới vừa từ ở trển về. Ở trển về? Ở trển. Thằng quỷ này không, nó sớm tao vô trọng tao lấy nhang với bánh ra. Ê ê. Ờ đúng, đúng rồi, nó còn nãy chuối kìa. Lấy cái mền luôn nha. Bảy, hai cái thằng này. Tao ở xì phố về chứ không có trở nó bển gì trơn á. Cái thằng quỷ này nó làm con liệu, nó làm con liệu. Ủa gì ở Sài Gòn luôn hả? Ừ. Ở Sài Gòn thì nó ở Sài Gòn, mày nói ở trển làm tưởng gì là thầy. Không phải Sài Gòn, chị đi từ ngoài kia hỏi đường về tới đây người ta gọi xì phố không, không có Sài Gòn. À, dạ đúng rồi, dân ở quê mình á còn gọi là xì phố không à. Ừ. Vậy mà đừng có trách nó. Nó là bạn thân của con á, nó cũng khùng nặng như gian con vậy đó. nó là người bển vậy. Dạ bển là bên nước ngoài. À. Bên nước ngoài chứ không phải ở trển giống như gì. Y như nó nói. Dạ. Dạ. Vậy là thằng ở Mỹ, thằng ở Tây phải không? Dạ 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 đúng rồi. Mỹ Tho với Tây Ninh ha. Dạ. Ủa, vì về đây có việc hay là đi chơi vậy? Trời, rảnh đâu mà đi chơi con. Vì về đây có một chút công việc, với lại sẵn thăm mấy người bà con quen biết vậy đó mà. Ủa, vì có bà con quen biết ở đây nữa hả? Có chứ. Ai vậy? Ông Hai Lợi đó. Ông á là chủ vựa trái cây lớn nhất nhì ở đây luôn á. Có ba đứa con gái. Đúng rồi. Ông Hai Lợi là cái ông mà ông có hai cặp trường côn vậy nè. Trường côn là cái gì? Là hai cây côn á, hai cái chân ổng giống hai cây côn vậy đó. Hai con điếu ông á. Thì ra là vậy hả? Vậy là tụi bay biết nhà của ổng hả? Làm sao mà tôi biết chứ được. Trời ơi, qua bển rồi thất bại về nè. Bậy không à? Nói thất bại thôi. Chứ con là tám bẩn. Con sắp làm con rể tương lai con. Ủa vậy đó hả? Ủa chị, bà chị xì phố đâu mà lang thang đây chị xì phố? Mà anh ơi, anh cho tôi hỏi nhà ông Hai Lợi mà chủ vựa trái cây lớn nhất ở đây, nhà ông ở đâu vậy? Hai Lợi hả? Dạ phải. Hai Lợi chủ trái. Ủa chị là sao với thằng Hai Lợi? Là bạn. Bạn? Bạn thân không? Hỏi nhiều quá à. Cốt hả? Ừ, thì cốt đó. Bây giờ có chỉ không? Tôi đi cốt, tìm người khác. Cốt là cốt ai nấy hốt hả? Ta chị... còn sống nhăn mà hốt cốt gì cha. Nếu mà thân lắm mà chị phải về đây chứ tôi thấy chị về đâu. Trời ơi, thì các ông mày lộn xộn quá. Thôi tôi không hỏi nữa, tôi đi à. Nè nè nè. Ủa
Anh hai ơi, anh hai à, anh hai có ở nhà không? Anh hai ơi. Chị mày. À, tôi kiếm anh hai Lợi, anh có nhà không chị? Kiếm hai Lợi hả? À, quen sao vậy? Là bạn. Bạn gì? Ờ thì ổng đi lên thành phố ổng thăm con gái ổng á thì tôi quen. Giờ á sẵn đi thăm người thân ở đây á tôi thăm ổng luôn vậy mà. Kiếm thăm hỏi thôi hả? Ừ. Bình thường quá vậy. Ờ. Mà chị là gì của ông hai Lợi vậy? À. Giờ tôi biết rồi. Chắc chị là chị của ổng phải không? Gì? Ừ. Nhìn sao nói chị của hai Lợi? Ờ thì thấy tướng giống đó mà. Vợ của hai Lợi. Thiệt không? Không thiệt sao ngồi đây làm gì? Cái nhà hai Lợi xạo ghê. Có vợ đùm đùm đề đề mà dám nói ở mình nên. Ông không có nhà. Chị về đi, chừng nào ông có nhà qua kiếm. Ờ vậy thì về. Bà đâu ta? Sao bà lại láo vậy? Ông làm cái gì vậy? Qua đây. Đi ngoài kia. Tôi vô tôi thấy hình như chị đang ngồi bực bội rồi. Tôi hỏi có chuyện gì tôi giúp cho. Tôi sợ ông hai không có nhà là chắc ông đuổi tôi à. Bực bội cái gì mà sao biết tôi bực bội? Vụ gì vậy? Tôi thấy chị hình như không có dự ý à. Có gì không? Nói nghe coi. Có người mới kiếm ông hai Lợi. Thành ra hơi bực một chút xíu vậy thôi mà. Đi rồi làm sao nhìn thấy được. Không, hình như trong này nó có lưu lại hình ảnh á. Phải mập mập trắng trắng. Bự. Hai gò má bự bự đúng không? Đàn ông hay đàn bà? Tả ai vậy? Đàn bà. Mập mập thì có mập mập. Mà trắng trắng thì cũng cỡ tôi à. Mà sao không biết bả vậy? Ủa chị trắng lắm hả? Giờ không biết hả? Nhưng mà sao không biết bả? Mới gặp tức thì nè. Bả hỏi nhà chị tôi chỉ á. Bà nói là bạn của thằng cha hai Lợi ở xì phố xuống đó. Ừ, bà cũng nói vậy á. Nhưng mà tôi nhìn thái độ của bà tôi cũng nghi nghi lắm mà. Đúng vậy. Chị nói tôi mới để ý. Bạn bè dù có thân dữ lắm cũng không lặn lội từ xì phố xuống đây thăm. Ừ. Tôi nghi có vấn đề gì bên trong. Ừ. Cũng có thể. Đi lâu quá, hình ảnh nó không lưu lại nổi. Thôi tôi về nha. Đi đi. Về ha. Đi đi. Nhiều chuyện. Nực nồng luôn. Ê Tam Anh, làm gì vậy Tam Anh? Tao đang pha chén một chút thuốc nè. Được không đó mày? Được chứ sao không, sách ghi rõ ràng. Sách nữa hả? Một chút thuốc này. Sách của mày tao nghi quá. Yên tâm đi, sách mới dặn kỹ lắm. Mày sao mày pha thuốc mà mày gấp quá. Sao mà cái gì mày pha gì mà hỗn tạp trong đó vậy? Thêm một chút quá chất. Ê, sao tao nghe cái mùi gì mà lạ lạ giống như là mùi vẹt ni vậy mày? Ờ thì nói đó. Cái gì vẹt ni mà người ta hay quét tủ thợ hả? Đúng rồi. Mày pha vô thiệt hả? Thiệt. Cái hướng của tao là vậy á. Mày không thấy cái tủ thờ nào nó cũng bóng và đen hả? Phải không?
chỉ cần quét lên là mày giống y chang cái tủ thờ luôn. Ý mày nói là tao giống như cái tủ thờ hả? Ừ, không phải, ý của tao nói là cái hướng như vậy đó. Cái hướng của tao là làm cho mày đen bóng như cái tủ thờ luôn, hiểu không? Được không nội? Được. Và cuối cùng, à là cái này. Bỏ cái này vô pha luôn hả? Mày khùng hay cái gì á? Cái này để khuấy. À, khuấy đều, khuấy lên. Ừ, mày làm sao nha? Mày làm sao tao leo lên tủ thờ tao ngồi mày khỏi nhìn thấy tao luôn á? Mày yên tâm, cái loại này tao đã thử với con heo ở trong chuồng tao rồi. Thiệt, hồi xưa nó đẹp lắm. Tao quét một cái là nó từ con heo nạc thành con heo mội luôn. Ghê vậy? Con vợ heo nó về nhận nó không ra mà, đi lấy con heo khác rồi. Thôi mày xàm quá, tắm mình đi. Được không? Được, được, được. Đã lắm. Bây giờ thử hả? Thử, thử, thử. Ê, cởi ra, cởi ra. Thôi mày quét đỡ trên da tao thử một chút thôi coi sao. Chứ rồi, rồi, có rồi. Biết được hiệu nghiệm hay không? Rồi, vậy mày cởi áo ra. Cởi ra. Ừ. Hấp dẫn quá. Mày muốn ăn tao luôn hả? Không có á, tao liệu. À. À, được, 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 mát. Ê, nó nhiễu quá mày. Thì phải cho thấy nhiễu gì chứ. Nó nhiễu nó mới lan tỏa ra là làn da của mày nè. Ờ, nó được, được á, à. Nó mát mát ta. Ê, bây giờ nó muốn hết mát rồi, nó chuyển qua chế độ khác rồi. Sao, 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 sao? Nó chuyển qua chế độ rung rung nè. Ờ, đó, thì bây giờ bắt đầu là thuốc đó. Thuốc nó mới ngắm vậy vô. Ừ. Ê, nó chuyển chế độ nữa rồi. Chế độ gì nữa? Chế độ rác. Rác hả? Ừ. Đó, bắt đầu nó thấm đó. Vậy hả? Nó thấm như trong sách ghi vậy mà. Ờ, nó thấm lắm rồi đó. Ừ. Ê, mà sao tao nghe mùi bắp nướng quá vậy? Bắp nướng ông nội, mày bắp tay tao nướng nè. Nó phồng lên hết rồi nè. Mày sức cái gì vậy? Ủa, trong sách đâu có ghi vụ phòng này đâu ta. Trời ơi. Đâu đâu, coi kỹ lại coi. Ai nó lột lột ra đảo mày. Gì vậy? Có bò hả? Ê, da tao nè. Ờ, da mày đó. Sao giống tấp bảo quá vậy? Mày nếm thử coi cái vị nó giống không? Tao nuốt vô họng mày, mày nếm đi. Trời ơi. Không có, chắc là tao thiếu cái gì, tao thiếu cái gì á. Thiếu gì nữa? Thiếu gì ta? Trời ơi, cánh tay tôi. Ờ, phải. Ờ, đúng rồi, tao thiếu cái nước mắm. Nước mắm hả? Mày có không? Nè, nước mắm nè, mới mua nè. Ủa sao có hay vậy? Thì nhà hết nước mắm rồi, định mua nước mắm để kho thịt. Ờ, đúng rồi, để tao bỏ cái nước mắm này vô. Mày bỏ vô là tao giết mày luôn á. Mày khùng quá nè, mày coi nè, trong sách nó in đậm nè, mày thấy không? Nè, có cái gì bỏ vô cái đó. Mày điên hả? Thuốc gì vậy? Thuốc khùng. Trời, cái tay tao nè. Trời. À, khoan, khoan. Nó còn thêm một dòng in đậm nữa nè. Dòng gì? Nếu bạn bị phòng rác thì nên chạy ra nhà thuốc mua thuốc sức vô. Chúc bạn may mắn lần sau. Nếu không bị hoại tử da. Trời ơi, tao trét vô họng mày liền đó. Để tao đi mua thuốc lại lên. Tao đi mua thuốc. Trời ơi, trời. Trời ơi, tao bệnh ơi. Bí kiếp mày sao kỳ vậy trời. Tao bệnh đây là tao bệnh. Chắc tao nhai cuốn sách mày luôn quá. Trời ơi. Trời ơi, trét. Sao tao bị nó gạt hoài vậy trời. Nó làm theo thí nghiệm của nó không vậy trời. Gấp lắm. Em cũng gấp lắm nè, gấp lắm luôn á. Mà anh gấp chuyện gì vậy? Em gấp nhiều hơn anh không? Nhiều thì em kể đi, em kể chuyện gấp em ra đi. Trời, em gấp lắm, em đi kiếm anh nè. Chuyện của Mận đó. Cái gì chuyện Mận hả? Ừ. Chuyện Mận sao? Nè, anh á, anh thương Út Mận lắm đúng không? Đúng rồi. Vậy anh đi nói chuyện với nó làm sao đi nha. Lúc này con Út Mận nó kỳ cục lắm. Cứ ăn nói không kiếm chuyện với em với chị Lê hoài à. Anh mà không nói là em với chị Lê không thèm chơi nó luôn á. Trời gì hả? Chị yên tâm để anh qua chăm sóc Út Mận cho. Ừ, vậy là Út Mận giùm em nha. Ừ, qua Út Mận giùm em. Đi. Ê, khoan. Cái gì? Nói cho em nghe, có chuyện gì mà gấp vậy? Chuyện nãy đó. Cái gì gấp của anh hả? Ừ. Cái chuyện gấp của anh là hồi nãy á, thằng Hải ở nhà. Hả? À, anh Hải? Ừ. Anh Hải sao vậy? Thằng Hải nó bị bốc. Cái gì? Anh Hải bị BD? Không có. Anh đang chạy nên cái tiếng của anh hơi bị lạc. Thật ra nó bị bỏng nặng. Anh Hải bị bỏng hả? Nó bị bỏng là bị phỏng á. Anh Hải bị bỏng. Nó nằm ở nhà kìa. Anh Hải bị phỏng hả? Ừ. Chết rồi, vậy bây giờ phải qua chăm sóc nó đi. Mau lên. Vậy bây giờ anh đi lo cho cô Út Mận nha. Em rồi, đi lo rồi, cho anh Hải nha. Ừ, được rồi. Ê, lộn đường rồi. Ờ, lộn. Trời ơi trời. Anh Hải. Trời. Tâm bệnh ơi. Tâm bệnh ơi là tâm bệnh. Kiếp sau mà có nữa tao cầu mong cho đừng có gặp mày nữa tấm bảnh. Trời ơi, sao mà nóng quá vậy trời.
Không được, nước này dơ lắm. Ây da, còn cái nước này cũng như vậy. Anh Hải ơi. Trời, anh Tám mạnh đó là anh bị bóng hả? Cái gì? Hồi nào? Anh mới nói em kìa, anh bị bóng, anh không bị bóng. Không có, tao đàn ông mà. Trời, không phải, tự nhiên tôi bị liệu theo Tám Bảnh à. Anh nói anh bị bỏng. Đâu rồi, đem coi. Nè. Đâu? Trời. Trời, sao mà ghê dữ vậy nè. Đó, tác phẩm của thằng Tám Bảnh đó. Trời, sao mà em nghe nồng nặc mùi nước mắm gì vậy nè. Nước mắm là nguyên chai ở trỏng kìa. Nó pha thuốc. Nó trộn gì tùm lum của nó. Nó nói sách vở nó dạy. Rồi nó định pha nước mắm mà hên anh cản. Nó chưa pha nước mắm mà nó đã ra vậy rồi nè. Nó bỏ nước mắm vô thành cánh gà luôn á. Trời, mấy anh điên hả? Tự nhiên cái lấy nước mắm cái chét lên đây à. Cái gì cũng có lý do nguyên nhân của nó. Dở rác quá. Thôi nè, ê, đừng có đụng tay vô. Đợi em chút xíu nha. Em đi kiếm nước em lau lại cho. Không thôi là nhiễm trùng dục nguyên cái tay luôn đó. Vậy hả? Ngồi im nha. Ừ. Trời. Còn gì là làn da của tôi nữa trời. Ai, mày đừng có chết bỏ tao vậy. Ai, trời ơi là trời. Ai, trời ơi, thuốc mình là máu tan biến rồi ta. Hải ơi, mẹ đâu lên tiếng đi để tao hốt mày lại cho gọn. Hải ơi, tao chưa có chết được đâu. Hải, mày còn sống mà làm sao tao có thể chết được Tấm Bảnh. Mày còn sống mà Hải. Tao phải sống tới cái ngày cuối cùng để tao chứng kiến mày đi trước tao. Trời ơi, Hải ơi, mày hại tao quá Tấm Bảnh nè. Trời ơi, nhìn cái làn da của mày giống canh gà chiên nước mắm vậy mày. Mày ăn không? Mua mấy xì rượu gì nhậu luôn á. Mày nhậu không? Trời ơi, mày còn sống tao mừng quá. Hải ơi, nè, tránh ra chỗ đó đi, để em lau cho anh nè. Đừng làm bậy bạ, có thuốc rồi. Đi ra. Em lau bậy bạ gì vậy, có thuốc mà. À, đừng có lau bậy bạ mà, trời ơi. Rác quá. Từ từ, quay quá. Đó, thấy chưa, cái mỏ nó kìa. Từ từ, mà làm gì á, tự nhiên cái đi trét ba cái tùm lum tùm la lên da. Đâu có đâu, tại vì nó muốn làm trai miệt vườn nên nó mới vậy á. Nó muốn nhuộm làn da nâu như con trâu nó mới chịu. Trời, ai vậy? Ai mà khùng điên suối làm mấy cái chuyện kỳ cục vậy? Mày đừng có đổ thừa cho tao. Không có, không phải anh. Mà đây là cái ý của nó. Thiệt á là nó dặn anh. Nó dặn anh là đừng có cho ai biết là nó muốn làm rể ông hai lợi. Thôi được rồi, nói thẳng luôn nè. Nó muốn lấy lòng em. Nó nghĩ là ba của em á sẽ thích trai miệt vườn hơn, có làn da giống như người nông dân hơn, nên nó mới làm gì á. Nói luôn. Em về nha. Trời hả? Thế được rồi mày. Được quá. Được cái đầu mày chứ được. Nhưng sao tao bỏ chạy về luôn rồi kìa. Bỏ chạy về đâu, tại mày không để ý á. Trời ơi, hồi nãy là cầm cái nón lá muốn bẻ trong cái nón lá luôn á mày. Rồi á cười á, lòi hai cái đồng tiền ra. Đã lắm. Chịu rồi đó. Cười mũm mỉm luôn. Thiệt hả? Ừ. Nói vậy là cái vụ này hiệu quả hả? Hiệu quả. Đâu bây giờ tao làm thêm vài lỗ nữa là mày càng hiệu quả nữa. Làm hết người tao luôn. Ừ. Để mày không, mày lấy không? Tao lấy vô tao chém hết người mày. Ừ không? Mày khùng hả? Cái gì mà cười rồi bẻ ngón rồi e lệ là cái gì vậy? Dì Mai. Con sao vậy? Con bị bỏng nè. Hả? Trời ơi. Đưa dì coi. Trời ơi, sao mà trầy di trúc vậy, thấy ghê vậy nè. Thằng quỷ này nè, nó thí nghiệm con. Hả? Sao mà lấy nó mà thí nghiệm vậy con? Đâu có đâu, tại nó muốn làm rể ông hai lợi kìa. Trời nên ơi, nó phải muốn nhuộm da giống như người nông thôn người đó nó mới trời chịu. Trời ơi, tiêu thằng nhỏ rồi. Dạ. Trời ơi, mày đọc sách nào vậy con? Trong cái cuốn bí kíp của con chỉ rõ ràng vậy mà. Nhưng mà con lỡ tay thôi. Mà được cái nó được lòng bởi đào luôn á. Ừ, được ha. Đúng không? Đúng. Bây giờ hết thấy đau rồi. Ừ. Tại vì trong cái đau nó có cái đào ở trong. Ừ. Chị thấy không? Thank you.
Trời ơi, người gì đâu mà đẹp trai thế ớn luôn hả? Người gì đâu mà cao to, một cửa sáu muối nữa kìa. Cái này hả mà mai mốt lấy về hả, để con thế nào cũng đẹp hả? Công nhận nhìn là thấy khoái rồi, cần gì. Trời ơi, người đẹp ở đây tắm mà. Đúng là bệnh mã hoàng tử của mình. Anh á cũng đẹp trai, nhưng mà hả, em thích bạch mã hoàng tử của em hơn. Thôi bye bye nha. Má. Má. Gì vậy? Tự nhiên con thương má quá à. Má. Ê. Dạ. Đi vòng cũng được hay sao mày bước cái kiểu đó? Mà làm gì cái mặt hí hai hí hửng vậy? Thì á. Thì sao? Bộ lụm được của hả? Con lụm được một thứ còn quý hơn cả của nữa má. Gì vậy má? Đưa tao. Cái gì? Xoạn. Không xài đâu ra. Chứ mày lụm được cái gì? Cái gì nói lẹ má mừng coi. Con lụm được một bạch mã hoàng tử á má. Má ơi. Trời ơi là trời, mày bị chảm mạch rồi hả? Trời ơi trời ơi, má có biết gì hết trơn á. Mà biết không, ảnh có một thân hình thật là dạm dở, có làn da trắng như tuyết, mắt đen như mung, môi đỏ như son vậy đó. Ê, má, mày tả bạch tuyết hả? Không có tả bạch tuyết. Con tả bạch mã hoàng tử. Bạch là phải trắng. Thôi mày ơi, tiền mới quan trọng nè. Nó đẹp trai mà nó có làm ra tiền không, cái đó mới là quý, hiểu chưa? Con người của má lúc nào cũng tiền hết trơn. Còn ủa? Con á là con thích trai đẹp thôi. Mày hay quá, phải thực tế chứ. Đồ ngu. Con thích trai đẹp không? Mà tự nhiên cái má bực mình, cái má bực luôn con à. Sao chổi chà, mới gì dán xuống đầu tao nè. Nhìn mặt là thiết. Má, bộ chủ nợ của mình tới đòi hả má? Chủ nợ nào tới đòi? Nói xui xẻo không à. Gì nữa? Có cái bà nào ở trên thành phố tới tìm tía mày. Ủa? Trời, chủ nợ của tía luôn hả má? Mày điên hả? Cái cơ ngơi của tía mày vậy nè, ổng mượn nợ ai? Có nước người ta mượn nợ ổng thì có. Bà nói bà là bạn bình thường của tía mày, mà tao dòm cái thái độ trên cái mức bình thường chứ không phải đơn giản đâu. Trên mức bình thường hả? Trên. Vậy là chỉ có bồ nhí thôi. Má coi chừng nha. Bà dắt thêm một đứa con vậy hả, bà dòm ăn hết của tía luôn. Không còn gì cho má con mình ăn nữa hết trơn á. Con nhỏ này kì, nói lớn quá vậy. Vừa phải thôi. Nhưng mà con nói thiệt mà, chứ má con mình rõ ràng là cũng vô để ăn tiền. La cho cả làng cái sớm biết hết đi. Mày nói đúng, cũng có thể giống mình. Không biết bà Mai xuống đây có chuyện gì không ta. Chắc mình phải gặp bà hỏi thử mới được. Ủa sao cười? Sao ngài có giỏi xuống đây bắt cá chung như tôi nè. Ủa sao biết tên tôi? Trời ơi, thì 6.000 là con rể của bác Hai cả xóm nè, ai mà không biết. À đây, xuống đây bắt cá nè, xuống đây. À trời, có bị sao không? À, không. Trời ơi. Trời ơi, đúng là dân xì phố luôn á ha. Nè đừng có sợ, cứ bình tĩnh đi.
rồi tôi chỉ cho nha. Nè, bây giờ cầm cái này đi. Thử đi. Bây giờ cứ xuống rồi đúng không? Xuống. Trời đất. Có không? Không có. Để tôi coi tôi nè. Khó quá. Coi tôi nè, coi tôi làm này nha. Có không? Trời cũng ơi, có luôn. Cũng có luôn. Mất cái kiểu này khó quá. Có không? Không có một nào hết á. Ê, 6.000. Ê, sao bay ở đây chứ? Con bắt cá. Vậy hả, bắt được không á? Thôi 6.000 ở lại nói chuyện đi ha, tôi đi về trước. Bay á là đi bắt cá rồi ở nhà ai coi? Dạ con rảnh ra đi chơi chút rồi con mới về. Ủa mà tao nhớ là Bay á là thằng rể ở trung tâm mà. Thì đúng rồi, con nè, con là 6.000 nè. Hôm trước dì giới thiệu con cho hai cha con Hai Lợi á, bộ dì quên rồi hả? Ủa? Giờ con là rể của ông Hai Lợi nè. Bây giờ Bay là rể ông Hai Lợi? Dạ. Vậy Bay là chồng đứa nào? Thì cô Nhất Lê á, con gái đầu lòng của ổng á. Nhất Lê? Ờ. Đúng là trái đất tròn mà. Hai ơi Hai, từ nay Hai không thoát khỏi tên Mai đâu. Trời ơi, Mai đi kiếm Hai tới cùng trời cuối đất luôn. Ủa, dì nói gì vậy? Dì đâu có nói gì đâu. Không có gì đâu. Vậy thôi, con về trước nghe dì. Con về trước đi. Dạ. Cái thằng cha Hai Lợi này bây giờ làm sao mà thoát khỏi tay Mai được chứ. Anh Hai. Ủa, mới qua hả? Dạ. Ngồi đi. Khách tới nhà thì phải chào hỏi chủ đàng hoàng. Còn ông nữa, khách có tới thăm á thì mời vô phòng khách mà uống nước. Cái gì mà ủa yết ở đây? Bà biết cái gì mà nói? Đây là bạn mừng ăn với tôi. Thôi, mình ra ngoài quán nước nói chuyện. Dạ. Ủa, bộ ở nhà không có nước hay sao phải ra ngoài quán uống? Bàn chuyện mừng ăn, ra ngoài á nói nó thoải mái hơn, tự do hơn, được không? Rồi đi. Bạn bè bình thường gì mờ ám, ghét. Chứ bà xuống hồi nào vậy? Tôi xuống được mấy bữa rồi. Sao không nói tôi ra đón? Thôi, tôi có người đón rồi. À, tôi mới gặp 6.000 đó. Bà nghe nói giờ á, nó làm rể ông phải không? Ừ. Nó có nói gì với bà không? Không. Mà sao á, ông nói ông thuê để hờ cho anh trai ông? Nè, tôi nói cho ông biết, cái chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu nha. Bà con làng xóm mà biết được á là rùm beng lên. Dân quê chứ không phải dân thành phố đâu nha. Thì cũng đâu có ai biết đâu, có mình bà biết thôi. Bây giờ bà làm ơn bà giữ kín chuyện này giùm tôi là được rồi. Chuyện này tôi không có chắc đâu à nghe. Tùy theo tâm trạng vui hay buồn của tôi thôi đó. Bà làm ơn đừng nói ai nha. Tôi không biết đâu. Tao thọt cái đuôi mắt à. Trời ơi, Hai Lợi ơi là Hai Lợi. Công nhận có bạn gái mà không giới thiệu cho ai biết hết. Mà sao trời trưa nắng mà đi vòng vòng đi bộ khùng hả?
bạn gái dễ thương quá, biết tôi không? Biết tôi không? Ha, trắng quá ha. Sao không đưa vô quán cà phê máy lạnh cho nó mát rồi tâm sự? Đi ngoài đường tâm sự vậy sao được? Bây giờ anh không đưa phải không? Để tôi đưa cho đi. Khỏi cần. Mày nhiều chuyện, có nhiều chuyện gì vừa á. Chuyện của tôi với cô này kệ tôi. Tôi vẫn đi dạo quê mà. Nắng. Nắng bệnh ai chịu? Tụi tôi chịu chứ không phải chơi chú chịu. Tôi gì mà nhiều chuyện. Tôi lo giùm cho anh thôi. Khỏi cần lo. Mày lo gia đình mày đi. Xuống gần đó có cái lùm á, anh ấy đưa vô ngồi cho nó mát cũng được. Khỏi cần chỉ, tao biết cái lùm nào kín mà. Ừ, trời đất ơi. Theo rình luôn. Ê, không được, lớn làm gì kỳ vậy. Ê, sao? Ông hai lời ông đi với bà nào vậy? Chị có biết bà đó không? Tôi đâu có biết đâu. Tôi nhìn dáng và cách ăn mặc á, chắc ở Sài Gòn xuống á. À, coi bộ bà cũng đẹp ha. Nhìn ông vậy mà phong lưu đa tình quá ha. Ê, bà tới rồi kìa. Ừ. Thôi kìa, ông tới kìa. Hôm bữa mà tôi về tới đây á, thì gặp cái ông hồi nãy á. Tôi hỏi đường đó. Bà gặp ông hả? Ừ. Rồi ông có nói gì với bà không? À, không. Mà coi bộ ông không ưa ông hả? Úi, đâu phải mình tôi không ưa. Cả xóm này có ai ưa ông đâu. Cha này là nhiều chuyện nhất xóm đó. Bà cũng phải cẩn thận, đừng có tiếp xúc với ổng nhiều không có tốt. Coi bộ cũng lo cho mình ghê. Chắc trong lòng cũng khoái mình rồi mà không dám nói ra nè. Cười cái gì vậy? Không có gì. Tại sao nó lại ở đây ta? Sao? Đợi lâu chưa? Chưa. Vậy hả? Hai người này quen nhau hả? Cho mượn cái tay coi. Đi. Mày muốn cướp trai từ tay của tao á hả? Tao sẽ hành hạ mày. Từ bây giờ tao sẽ lấy lại anh Hải. Không bao giờ mày cướp được của tao đâu. Thơm Thơm, thấy Út Mận đâu không vậy? Không biết. Là quả mà cứ tưởng mình là công. Trèo cao á cũng sẽ té đau mà thôi. Khôn hồn á thì tránh xa cái anh đó ra. Chứ sao này hả mà có bị bỏ? Đừng có mà ê mặt. Nói tôi ấy hả? Tụi nó ai á thì tự biết. Út Mận ơi, đi chỗ khác. La vô lỗ tai người ta. Con gái con lứa gì vô duyên hả? Đúng là không có ưa được ai trong cái nhà này hết trơn. Tất cả cũng tại cái bà đào này hết trơn á.